4 điểm cầu trận chung kết đường lên đỉnh Olympia 2022 được đặt tại đâu? Năm nay, lần đầu tiên 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết đường lên đỉnh Olympia 2022 không được đặt tại trường học. Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2022 năm nay là cuộc so tài của 4 thí sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La, Sơn La và trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, Hà Nội. Thay vì đặt điểm cầu tại trường học của các thí sinh như mọi năm, năm nay, ban tổ chức chương trình cho biết 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố. 4 điểm cầu là khu lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn, Thái Bình, nhà hát lớn Hải Phòng, quảng trường Tây Bắc, Sơn La và Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong lịch sử hơn 20 năm phát sóng chương trình, đây là lần đầu tiên đường lên đỉnh Olympia đưa được cầu truyền hình trực tiếp về 4 địa danh này. 4 thí sinh xuất sắc góp mặt trong chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 là Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung học Phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình, nhất quý 1. Vũ Bùi Đình Tùng, Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, nhất quý 2. Bùi Anh Đức, thương hiệu thực phẩm chuyên Sơn La, Sơn La, nhất quý 3. Và Vũ Nguyên Sơn, Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, nhất quý 4. Cả 4 thí sinh đều ngang tài, ngang sức và sẵn sàng bứt phá tiến tới ngôi vị quán quân năm nay. Trong số 4 nhà leo núi này, Nguyên Vũ giành chiến thắng ở quý 1 với 300 điểm, Đình Tùng sở hữu 310 điểm ở cuộc thi quý 2. Anh Đức dẫn đầu quý 3 với 185 điểm và Nguyên Sơn ghi được 170 điểm ở cuộc thi quý 4. Dù có điểm số chênh lệch nhau ở vòng thi quý, song cả 4 thí sinh đều có bảng thành tích học tập ấn tượng với nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 8:30 Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 và tường thuật trực tuyến trên báo điện tử VTV News.